nữ dám đánh rơi chén ngọc, làm cho tiệc đang vui bỗng chốc mất vui. Thiện sư đâu, truyền tục xuất khỏi khỏi trời, xuống trung giới làm người với bao cây đắng. Cuối lại ngọc đây con xin giá từ, cung khuyết xuống trần gian cảm an phần ở chốn dương.
căn. Chim lẻ bàn kêu sương, tiếng kêu sẻ thảm thương. Anh sẽ quán trời trọn kiếp gì, anh có tội tình gì mà trời bắt phải chịu lẻ đôi. Còn em, nếu quả là tiên bị đài nơi trần giới, em đã chọn lựa gì chưa? Sẽ về tiên hay ở lại cùng anh nơi cõi tục sau khi đã được trời kia xa rồi lưu đày. Em hãy nói cho anh nghe, em đã nghĩ gì, đã chọn lựa gì, hãy nói đi.